chừng gác xếp ngõ chứ không thiên. Bán nước là nghề tay trái, còn bán phở là nghề thâm niên. Sáng bắt thức dậy, bình minh nó lách vào tường ngõ, đang chiếu vào chữ khoan cắt bê tông và số điện thoại người ta cho, xen lẫn với líu lo của chim hót, bíp bíp của Honda, xình xịch của tàu sắt, bít mẹ của thợ xây nhà lấy xe thống nhất. Bà lấy ví thời mà ông còn sống, nhìn vào bàn thờ mồm lẩm bẩm hôm nay ngày của ông nên. 20.000 tiền hoa hồng, 70.000 năm quả cam, thêm 5.000 tiền lá chanh, còn bà mua gà từ sáng. 20.000 tiền hoa hồng, 70.000 năm quả cam, bà cứ nhầm đi nhầm lại suốt từ sáng. Mâm cơm 4 người, bà thích thế. Khói nhang một cà phòng, bà thích thế. Thằng cháu hiếu động, hết nói chuyện kênh tivi đến nhảy lên lưng bà, nhưng bà thích thế. Khi mà trời đã tối, nhang thì cũng đã tàn, yên sau là khay nước, yên trước thuốc lào tiền lãng. Bà thích đi đường Văn Chương, đâm ngang sang Tôn Đức Thắng, đi thẳng rồi vòng lại vì Điện Biên Phủ đường thường vắng, cây cổ thụ và vườn hoa. Bà nhớ tên tất cả, xưa chai thủy tinh Coca, nay chai nhựa ở trên giá, đặt cánh nước bà ngồi xuống, yên bình ở trong tim, trước mắt bà là Nam. Nam đang tất cắt kéo trên Lenin. Dream. Yo, áo đông phục vứt lên bàn, mồ hôi đầm đìa. Cậu chạy lên tầng thượng lấy đôi vàn ra ngắm nghía. Hà Nội đang mùa bão, may mà cậu kịp mang giày phơi khô. Da giày đen giờ hơi thô kệ. Xỏ tại chỗ lẹt vào phòng anh trai lấy gốm tóc cậu vuốt ngược. Miệng lý nha lý nhí học thuộc lời cậu viết trước, dẫn dắt rồi hỏi han, thỉnh thoảng cười cho tự nhiên. Sau khi xong xuôi mới đến tỏ tình trực tiếp. Ây, chuyển cảnh, tim cậu đang đập thình thịch, chờ cô bé đầu ngõ Cát Linh mà cứ như xem phim kịch tính. Tự nhiên bốp một phát vào lưng giật mình, quay ra cô bé cười như thiên thần, mặt cậu nhìn như thầy ma. Não cậu đơ, miệng cậu cứng, giọng cậu nghẹn, còn mặt thì sưng. Dám ba mấy dòng học thuộc trong đầu, bây giờ thì có mà dùng mà. Kể ra cũng kỳ lạ, cô bé dối vô cớ nhiều hơn bình thường, dù cậu không làm gì cả. Họ đi ra vườn hoa, gió này lộng đường trần phù, cô im lặng cậu bối rối làm sao để dẫn cầu thần chú. Nhưng cái gì đến thì cũng sẽ đến, hít vào thở ra anh thích em. Lời cậu nói tôi chậm tất cả, với tay ra nắm tay cô bé. Cô bé rụt tay ra sau, đen đỏ bên đường vào mặt hai người, trông chẳng khác gì nhau. Cô bé nhìn sang bụi cây hồi hộp ở trong tim, sau bụi cây là Nam. Nam tập cắt kéo trên Lenin. The Hanoian Dream. Yeah. Yo. TikTok, TikTok, chỉ còn 5 phút nữa. Nhét vội vừa vào trong cặp, nhét thêm cả hộp sữa, nhét vội miếng bánh mì vào mồm nó. Sắp một lớp học thêm, ông muốn nó thi đỗ trường chuyên, tối chủ nhật nó vẫn phải đến. Và phóng 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 trên chiếc giấc mơ cũ, dream của ông ở thời hiện tại là lương tháng này về đầy đủ. Bên ngoài tiếng con xe réo, bên trong tiếng bụng nó réo. Bỗng chiếc xe bên trái tạt đầu, hai bố con ngã theo. Và đường Hoàng Diệu có tí biến, tuy không có chấn thương nhưng từ ngữ vẫn thi triển. Là mẹ họ và cụ họ cộng thêm từ giao phối, ông cũng xúc họ hoảng sợ rút ví trao đổi. Dân tình liền chạy ra xem, kéo theo bà bán nước. Cô cũng đang mày nắm tay, quyết chạy ra để xem bằng được. Nhưng tiếng chửi nhau sao ắt nổi tiếng breakbeat của Rakim, nên Nam vẫn bận cắt kéo trên Lenin.